Lily. Sao con chạy vậy? Nội ơi, máy tính bảng của con đâu? Máy tính bảng? Không biết. Tiếng gì thế à? Con cảm ơn nội. Nó đây rồi. Mình quay TikTok đi nội. Chính xác, nội không thích ăn kẹo. Chắc nội cũng không biết loa của con ở đâu nhỉ. Giày. Mình quên mất giày rồi. Bạn có biết đây là gì không? Trông như dự án khóa học cơ nhờ. Ngã ở đâu mà rách hết quần thế này? Khâu lại cho con bé vậy. Ổn rồi đấy. Đây rồi. Thôi kệ. Cho con miệng Lily. Còn ăn gì đấy? Nội muốn thử không? Nhanh thế. Ngon không hả nội? Wow. Mình quay TikTok thật nha. Nội sẵn sàng chưa ạ? Đó là TikTok á. Ê nội ơi. Con xin lỗi nội nhiều. TikTok ngủ ngốc. Ủa rõ ràng nội vẫn khỏe mà. Thôi cái trò TikTok. Vâng, thế nội làm được cái này không? Dễ ợt. Ok Lily, trò này mới đỉnh nè. Chả vớ vẩn như cái TikTok kìa. 1, 2. Nội ơi. Ổn cả, để nội dọn. Cái nào xinh hơn nhỉ? Cái này. Wow, xinh rồi. Thôi xong. Mình phải khâu lại thôi. Đồ của nội đâu ta? Đâu vậy trời? Đâu hả? Đây rồi. Hả? Bánh quy á? Tết đồ khâu vá đâu? Lily à, em đang làm gì đấy? Anh đang tới. Hai anh. Có gì trên cổ anh đấy? Steve. Chị chúng ta hết rồi. Mẹ thương ạ. Con xin. Nhớ hồi đó ghê. Bé cưng. Nội đây. Chơi cờ đi. Cờ á? Chán lắm nội. Con có trò khác. Ai tắt đèn vậy trời? Đừng la nội à, sẽ vui làm đó. Nội ơi. Chiến. Xin mời vào xe số 1. Sao phải sang trái. Đâm đi, đâm đi. Bà thắng chưa? Hay thôi chơi cờ. Xem anh để tuột mất gì nhé. Ha ha ha.
Lily, nội xem giờ nội là siêu sao rồi, phải quay TikTok thôi. TikTok là trò ngớ ngẩn. Wow, quá trời lừa thích. Thấy rồi hả? Cảm ơn mẹ cưng. Hàng triệu view cho việc ăn á. Để nỗi lo. Thích TikTok rồi đấy. Lily, nội ơi, nội con không thấy, thấy nội. Khoan, con giúp nội quay TikTok nhé. Các bạn nghe thấy không? Vâng ạ. Nội ơi, 3, 2, 1 bắt đầu. Để xem nào. Chờ nội xem video. Hết pin ạ. Thế vẫn chưa đủ. Đôi khi nội hơi kỵ quá. Nghe nhàng cho đỡ nghĩ tới vậy. Nút tai của mình đâu rồi? Nhạc đâu rồi? Nút tai? Ủa cái tai nghe? Nội ơi, chắc mình tưởng tượng thôi. Anh nghe đâu được chứ? Ôi không, nội à, nội làm gì thế? Lily nhìn này, nội tự quay TikTok đây. Hay ạ. Thuốc của nội đâu rồi? Mình là ngôi sao. Nội ơi, nội chưa sẵn sàng để quay TikTok này đâu. Giao hàng tới kìa. Có gì hay ho mà cười lắm thế? Hey you, mình phải giúp Lily. Hello, là tôi Lily đây. Đừng gọi cho tôi nữa. Nội ơi, hả? Ai kỳ vậy? Hả? Biến khỏi đây để cháu ta chiến. Lily không được thấy cái này. Con bé sẽ không thấy đâu. Hả? Nội à? Để con giúp nội. Hả? Đừng khóc mẹ cưng. Dễ thương quá. Tụi trẻ lại đây nào. Thôi vào trong nào. Con về rồi. Khủng khiếp thế này. Lily. Chuyện gì đấy hả trời? Hãy đăng ký kênh của chúng tớ. If I'm sad or bored, I call you my friend.
you always watch my back.